Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tất cả quận huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 12 tháng 4, trường học sẽ nhận tất cả trẻ, kể cả độ tuổi nhà trẻ dưới 3 tuổi, học trực tiếp và tổ chức bán trú. Các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học, hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng. Với thông báo trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tất cả trường tổ chức đón trẻ dưới 3 tuổi. Như vậy, hơn 1,7 triệu học sinh của thành phố đến trường đồng loạt. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 350.000 trẻ ở bậc mầm non với khoảng 3.100 trường nhóm trẻ. Trong đó thì 2.500 cơ sở đã mở cửa. Trong đợt dịch thứ tư, tất cả cơ sở giáo dục mầm non ngừng hoạt động liên tục 10 tháng. Đến nay, 20 trường mầm non tư thục và 79 nhóm lớp đã giải thể. Thưa quý vị, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 1.000 giường hoạt động từ ngày 16 tháng 7 năm 2021 và vừa chính thức hoàn thành sứ mệnh vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên, mới đây, câu chuyện tình nguyện viên từng tham gia chống dịch tại bệnh viện này phải lên tiếng kêu cứu vì chưa nhận được tiền hỗ trợ chống dịch đã và đang khiến cho những người trong cuộc và cả người ngoài cuộc không khỏi xót xa. Cũng như hàng nghìn tình nguyện viên, khi dịch COVID-19 hạ nhiệt, người đàn ông này lại trở về với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Công việc phục vụ quán cà phê trái với chuyên ngành điều dưỡng đã học, nhưng nó lại mang lại cho anh nguồn thu nhập chính để mưu sinh, cũng như chi trả các khoản vay trong thời gian đi hỗ trợ chống dịch. Có nhiều người họ đi chống dịch, họ có thể là vay mượn tiền trước để họ hỗ trợ cái phần chi phí trong lúc thời gian chống dịch. Rồi bây giờ sau đó là họ phải trả cái phần nợ đó. Khi bắt đầu chiến dịch chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng không nghĩ tới cái chuyện mà sẽ vụ lợi hay là có bất cứ một quyền lợi gì. Tình hình bệnh dịch rất là căng thẳng, thì mình đi tinh thần là tình nguyện là chính. Sau đó thì nhà nước cũng có các nghị quyết, nghị định để hỗ trợ cho nhân viên y tế và tình nguyện viên như mình. Mình cũng cảm thấy là mình cũng xứng đáng được cái phần đó. Nhưng mà sau một khoảng thời gian là gần nửa năm rồi, thì cái khoản nghị quyết, nghị định đó lại nó như mà trôi vào dĩ vãng vậy đó. Không ai nhắc tới, không ai nghĩ tới, cũng không ai muốn nói nữa, tại vì người ta đã quá mệt mỏi rồi, người ta đã hỗ quá nhiều. Trong 6 tháng chống dịch, phụ cấp mà tình nguyện viên như anh nhận được là hơn 6 triệu đồng vào tháng 8 năm 2021. Từ đó tới nay, chưa có bất kỳ ai nhận được khoản phụ cấp nào thêm, dù anh và các đồng nghiệp đã không ít lần lên tiếng với đơn vị phụ trách. Họ lại trả lời một cách không rất là không thỏa đáng. Họ nói là bây giờ ai cũng phải chờ, nên là tụi em cũng phải chờ vậy thôi. Nếu mà nói riêng về tiền trợ cấp chống dịch của Bệnh viện Hồi sức COVID thì sẽ có rất là nhiều đơn vị tình nguyện viên. Nói đơn sơ đơn giản như là nhân viên y tế chắc chỉ có 1.000 người, còn tình nguyện với chắc hơn 2.000 người đang chịu cảnh như mình. Năm 2021 thì tình hình dịch bệnh diễn ra khá là khốc liệt. Tập thể nhân viên của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 thì tập trung vào chống dịch. Đến cuối năm 2021 thì bệnh viện bắt đầu tập trung chi trả, giải ngân và thanh toán quyết toán cho những cái chi phí phòng chống dịch. Tuy nhiên thì do cái thời gian nó cũng rất là cận vào dịp cuối năm, các anh chị vẫn còn một số cái vướng mắc trong cái công tác thanh quyết toán, đã chi hơn được một nửa rồi. Và hiện tại thì còn vướng mắc nên chưa thể chi tiếp. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cùng với Sở Y tế đang trình Ủy ban Nhân dân để tháo gỡ một số cái vướng mắc này và sẽ tiếp tục chi tiếp chi cho các anh chị tình nguyện viên. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố, năm 2020 có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và 10 tháng đầu năm 2021, con số này đã có thêm gần 1.000 trường hợp. Thực trạng này vẫn đang diễn ra khi 3 tháng đầu năm 2022, thành phố có thêm 400 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu đến từ chế độ và thu nhập không thỏa đáng. Việc chậm chi trả tiền chống dịch dường như chỉ là giọt nước tràn ly, khiến nhiều người bức xúc. Rất nhiều y tá điều dưỡng, nhân viên y tế cũng dao động trước con đường mình đã chọn. Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác, dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch năm nay, vùng biển thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cũng đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhờ sự chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch nên không có tình trạng quá tải, tăng giá để chèn ép du khách. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay, gia đình chị Hoàng Phương Nhung chọn điểm đến biển Cửa Lò, Nghệ An để tham quan, nghỉ dưỡng. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên của gia đình chị sau thời gian dài phải ở nhà do đại dịch COVID-19. Đến đây cùng gia đình là rất vui và hào hức, và giá cả thì cũng vẫn như mọi năm, cũng không tăng
nhiều lắm đâu ạ. Không có cái hiện tượng chèo kéo khách hoặc là nâng giá sau mùa Covid đâu anh. Năm nay, thị xã Cửa Lò tổ chức lễ khai trương năm du lịch sớm hơn gần một tháng. Đây là giải pháp nhằm kích cầu, tạo đà cho ngành du lịch bắt nhịp, hồi phục tốt hơn sau đại dịch Covid-19. Thời điểm khai trương năm du lịch 2022 đúng vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương nên lượng du khách đến với Cửa Lò đạt hơn 4 vạn, tương đương 70% so với thời điểm trước dịch. Công tác quản lý cũng được thắt chặt, không để xảy ra tình trạng quá tải, nhếch nhác và lôi kéo chặt chém du khách về giá cả. Tôi đặt tầm 5-60% cái lượng phòng khách nghỉ, thế là một cái tín hiệu đáng mừng. Chứ các năm về trước thì cái mùa này thì cũng chưa có khách mấy đâu, nhưng mà năm nay là một cái năm có thể là nói là sẽ cái khởi sắc nghề du lịch, chuẩn bị cái cơ sở vật chất thì từ vật cơ sở vật chất đến con người là cũng tương đối đầy đủ. Giá phòng chúng tôi dao động từ 400.000 cho đến 800.000, tùy thời điểm, tùy cái lượng khách, tùy cái thời điểm khách đặt số lượng phòng. Và phải nói rằng năm nay thì lượng khách đến với cái lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò thì phải nói rất đông, khoảng trên 3 vạn lượt người. Tập trung ký cam kết với các nhà hàng khách sạn là về cái đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là công khai niêm yết giá cả tại các cơ sở lưu trú và tập trung cho mọi cái nguồn lực để mà sẵn sàng đón khách du lịch. Năm nay, tỉnh Nghệ An cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như du lịch trải nghiệm, khám phá, du lịch văn hóa, tâm linh và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố nhằm tạo ấn tượng cho du khách khi đến với phố biển Cửa Lò. Lợi dụng ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều lao động mất việc làm, giảm thu nhập, nhiều đối tượng đã giả mạo các sàn thương mại điện tử, đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Không ít người trở thành nạn nhân bị lừa, số tiền lên tới hàng tỷ đồng, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Tìm việc làm trên mạng xã hội. Đầu tháng 2, người phụ nữ ở thành phố Nha Trang nhận được tin nhắn làm cộng tác viên bán hàng trên mạng. Hàng ngày, chị nhận được các đường link sản phẩm và số tài khoản chuyển tiền. Chị sẽ thanh toán đơn hàng qua tài khoản dán trên đường link. Ít phút sau, chị sẽ nhận lại được cả tiền gốc và tiền hoa hồng. Với cách dẫn dụ này, chị đã dần mắc bẫy, từ ít đến nhiều. Và chỉ sau 6 ngày làm cộng tác viên, chị đã nộp thanh toán khoảng 400 triệu đồng mà không còn nhận lại được tiền gốc và hoa hồng như thỏa thuận. Thì lúc ngày đầu tiên tôi làm thì giá trị sản phẩm nó thấp. Còn về tiếp ngày thứ 2 thì giá trị sản phẩm nó lên trung bình là cỡ tầm 9 triệu, 7 triệu. Về tiếp lên nữa là 35 triệu, 40 triệu, 45 triệu. Người phụ nữ này tham gia một nhóm đầu tư trên Zalo có khoảng 200 người, thông qua một app có tên iShopping. Hàng ngày qua app, chị sẽ có 10 lần quay ghép đơn để nhận hoa hồng. Để nhận được hoa hồng, chị và những người tham gia phải nộp tiền thật để đổi sang tiền ảo với tỷ lệ quy đổi 1:1. Tiền nộp nhiều thì phần trăm hoa hồng cao. Lúc đầu, với số tiền đầu tư nhỏ, chị vẫn rút được gốc và hoa hồng. Nhưng đến khi đầu tư số tiền lớn hàng chục, hàng trăm triệu thì các đối tượng đã tắt app và không thể liên hệ được. Cho một tháng thử thì là mình đầu tư ít á, thì nó có chuyển tiền hoa hồng cho mình á, thì là mình thấy nó ngon và lợi nhuận, thấy mình thấy tham. Sau này mình đầu tư về số tiền lớn này, thì tầm 200, ví dụ lần dồn lại nhiều tiền á, tới một mức gần 4, làm tới 400 triệu thì nó ẩm lên, mình không rút được. Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng. Thủ đoạn là các đối tượng nhắn tin hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên mua bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Ban đầu khi bị hại hoàn thành xử lý các đơn hàng nhỏ thì đều được nhận lại cả gốc lẫn hoa hồng từ 10 đến 20%. Qua từng ngày, nạn nhân được nhận những đơn hàng giá trị lên đến hàng chục triệu đồng. Lúc này, sau khi xử lý đơn hàng, đối tượng không chuyển lại tiền và hoa hồng nữa, mà tiếp tục yêu cầu phải thực hiện thêm các đơn hàng khác mới được chuyển lại tiền và hoa hồng. Với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa số tiền chuyển vào sẽ được hoàn trả, nên nhiều người liên tục chuyển tiền cho các đối tượng cho đến khi không còn khả năng chuyển tiếp và nhận ra đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là cái hình thức lừa đảo mới đánh vào tâm lý của người dân thích chủ động trong công việc,
tìm kiếm thêm thu nhập trong cái thời điểm kinh tế gặp khó khăn. Các đối tượng lợi dụng giả mạo trang chính thống, đặc biệt các cái trang này thì có giao diện rất giống so với các cái trang thương mại điện tử chính thống để dẫn dụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, người dân không nên tham gia đầu tư, mua bán trên mạng hoặc chuyển tiền cho những tài khoản ngân hàng mà mình không quen biết. Khi làm cộng tác viên cho bất kỳ đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ hay sàn thương mại điện tử nào thì cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp để kiểm chứng tính chính xác, tránh để đối tượng lừa đảo lợi dụng.